khoảnh khắc sau Hoa Ngữ lật mặt nhanh như lật bánh tráng. Khi Ngô Dược Phàm không vui cho lắm nhưng vẫn phải cười vì đang đứng trước máy quay. Biểu cảm của nhiều sĩ tử sau khi đọc đề thi hẳn giống Bạch Kính Đình lúc này. Hoa Thần Vũ và khoảnh khắc lơ ngơ, tôi là ai, đây là đâu? Dương Dương đang vui nhưng nhớ là cần phải làm Mỹ Nam điềm tĩnh. Đáng yêu như Dương Mịch, ai mà ghét cho nổi. Nụ cười từ thiện của Trần Vĩ Đình. Chị Sảng, quay cóp thành công rồi anh em ơi. Thái Tử Khôn hẳn đang bất chợt nghĩ đến số tiền đã lỡ tiêu trong thời gian qua. Dịch Dương Thiên Tỷ và nụ cười đốn ngã chị em. Nói về lật mặt, ai dám vượt qua Lâm Canh Tân? Khi bạn đang cười mà bị đứa đối diện làm cho mất hứng thì đảm bảo biểu cảm giống hệt Lộc Hàm